Hello, Hồng An chào anh em. Lâu lâu lấy những cái rổ rim thái ra mình ngắm nghía rồi mình chia sẻ cho anh em nào đang cần nha anh em. Đây có ba cái rổ anh em ơi. Đây rổ A đây anh em ha, A, B, C đi ha. Ba cái. Nó đều còn mạ hết trơn nha anh em. Cái này cái C nè. Cái này cái B nè. Mặt giấy nó còn luôn nha anh em, niêm phong. Cái A nè anh em. Anh nhìn nè. Rổ diêm thái zin đó nè. Anh em nào mà chưa có biết thế nào là rổ diêm thái mà đúng hàng rã xe theo xe thì anh em nhìn cái rổ. Xem lại con xe của mình có mua đúng cái rổ hay không nha anh em ha. Đây có ba cái rổ luôn đó. Trước tiên là nó đều có những cái nẹp. Nhìn thấy là nó như vậy đó nè. Cái lỗ của nó rất là thưa anh em ha. Phơm rổ nó thưa lắm nha anh em. Kỹ là thưa nè. Thì mấy cái rổ này nói chung là cũng chưa có ráp lên lên xe đâu anh em ơi. Anh em người ta để dành tới giờ thì chia cho mình. Mình cũng sưu tầm những cái rổ mà mình gom lại. Cũng lâu lâu lấy ra giao lưu cho anh em mình xem chiêm ngưỡng. Anh em nào mà đang cần một cái rổ mà ráp cho những con xe thì alo mình nha. Giá trị nó không hề rẻ anh em ha. Rồi em coi nè, nó có một hai cái argo dưới nè, argo hai cái lông đền em coi nó dễ thấy không? Một phơm mà nó như vậy đó nè. Em coi nè, để anh em mình biết phân biệt thế nào là rổ theo xe hay là ba cái rổ mới, rổ nhái, rổ giả. Nhìn kỹ anh em ha. Cái đế của nó đó. Go anh em ha. Gô nó đó chưa ráp được nào, nó hơi cứng nha, tại mình cũng chẳng có muốn mở nó ra đâu anh em. Ta mua xe xong người ta để cất luôn. Chung là chưa ráp được nào hết, cái này cũng chưa ráp luôn nè, ốc nó cứng. Nhìn cái mặt rỗ biết liền, nó dơ mình cũng chưa có rửa anh em ơi, dính cái ba bụi nữa nè, bụi bám đầy. Bụi bám đầy bụi không anh ha. Rồi anh em nào đang cần những cái rổ thì ráp cho những con xe giá trị cao cao cập cập thì alo mình nha. Rổ này rổ toàn là chưa có ráp lên lần lần nào nha anh em. Rất nhiều mặt hàng cọp lắm anh em ơi. Nói chung anh em cần những phụ tùng rim thái, quay thái, cái hàng mà vip vip thì alo mình nha, đủ hết từ đồ máy đến đồ ngoài luôn nha anh em, không thiếu. Anh em đến với kênh Hồng An là không không thiếu đồ anh em. Khi mình cũng ít khi nào quay lắm anh em ơi. Anh em buổi tối muốn ghé xem thì chịu khó ghé qua shop phụ tùng Trần Khánh đó. Rồi em mình thường live buổi tối 8 giờ rưỡi đến 10 giờ, live TikTok anh em ha.
ghé qua anh em xem đồ. Cái đó là nói chung là của mình luôn nha anh em. Thì người em mình phụ trách live ban đêm. Còn những cái mặt hàng mình giám định, mình kiểm tra từ khâu nhập hàng tới khâu bàn giao cho anh em, mình kiểm tra, mình chịu trách nhiệm hết. Sản phẩm mình bàn giao cho anh em đều bảo hành 3 tháng dùng. Chẳng hạn như phục trước, phục sau, những cái dàn bình xăng, dàn lửa này kia đó anh em. Đó, 3 tháng dùng. Còn riêng về máy thì 6 tháng ha. Anh em mua đầu lòng, dên, lửa, nồi, sốt liên quan đến máy là 6 tháng cho anh em mình về, anh em mình dùng. Anh em cứ cho thợ ráp thoải mái luôn nha anh em. Bao ráp. Anh em thợ mua đồ bên shop thì được cái là mình chích là 10% hoa hồng. Lúc nào cũng vậy hết, trước giờ cũng vậy mà anh em. Anh em thợ liên hệ với shop mua đồ được chích 10% hoa hồng. Tổng giá trị. À. Còn nếu anh em ở gần Sài Gòn thì cứ ghé qua 115D Lò Siêu, phường 8 quận 11 là shop của mình đó. Anh em cứ qua rồi thợ qua kiểm tra hàng đem về ráp luôn, càng tiện. Còn anh em ở tỉnh thì bên shop mình có ship code. Anh em cọc chừng 1 triệu, cọc chừng 200 ngàn là hàng giao rồi. À, 2 triệu thì 400 ngàn. Nói như vậy thôi, giá trị càng lên thì tiền cọc nó càng nhiều chút xíu. Để anh em có trách nhiệm, anh em nhận hàng cho anh em ha. À, tiệm của mình anh em cũng biết rồi. À, phụ tùng linh kiện là nguyên cái shop đó. Anh em cứ muốn thứ nào tham khảo shop mình thử ghé tối lên kênh TikTok đó, xe máy Trần Khánh đó, phụ tùng Trần Khánh đó anh em. À, thường live ban ban đêm, anh em cứ ghé qua tham khảo đồ sao sao đó. Anh em cảm thấy hợp nhãn cái món nào thì liên hệ ha anh em ha. Còn anh em muốn ghé qua mình tối cũng có nha anh em. Mình thường thường mình live giao lưu chơi thôi, mình nói chuyện chơi tám chơi, chia sẻ những kiến thức về máy về xe đó anh em, phụ tùng đó anh em. Thường mình like cũng trễ lắm, 9 giờ mấy 10 giờ mình mới like, là tới 11 giờ là cân tiếng. À, giao lưu chơi thôi, gặp gỡ anh em giao lưu chơi, với công việc mình nhiều quá anh em ơi. Ban ngày thì khâu nhập hàng, khâu rã xe rã máy, rồi đóng gói giám định đủ thứ trò hết trơn. Đâm ra công việc mình rất là bận, chỉ rảnh buổi tối chút xíu mình là like quen rồi, gặp gỡ anh em giao lưu chơi anh em ha. Rồi bye bye nha cả nhà. Cả nhà cảm thấy những cái sản phẩm này đẹp thì cho mình một lượt lượt thích nha anh em ha. Chỉ cần một ngón tay thôi và một cái chia sẻ nha anh em. Cảm tạ anh em cả nhà mình rất là nhiều ha. Trong thời gian qua đã ủng hộ shop, phụ tùng của shop. Thì nói chung này mà 2 tháng nữa là Tết rồi anh em. Tranh thủ cố gắng anh em sàng lọc những cái phụ tùng linh kiện chất lượng anh em ơi ha. Mua đồ mua cho chất lượng, mua về phải dùng được, ráp được ok, chứ mua về mà ráp không được á, anh em về anh em cũng phải đem đi vứt, à tốn kém mà không dùng được rất là tiếc cho anh em ha. Còn bên shop mình bán cho anh em bảo hành mà anh em nghĩ đi, đã bảo hành chắc chắn là phải dùng được, mà không những dùng được mà nó phải bền anh em. À, dùng được là một lẻ đó, nhiều khi dùng được trong vòng tuần hai tuần nó khác, hoặc dùng được trong vòng 3 tháng 6 tháng là nó khác nữa anh em. Thấy không? Anh em yên tâm về chất lượng và giá tiền anh em mua nó vẫn còn nguyên. À, khi nào hết bảo hành đó anh em mới là của anh em thôi, mà còn bảo hành là trách nhiệm của Hồng An, vẫn còn sản phẩm của mình vẫn còn trách nhiệm với anh em đó. Mong cả nhà mình có một cái tư duy mua hàng nha anh em ha. À, rồi cảm ơn cả nhà nha, bye bye.